Rồi hello, xin chào cô chú anh chị ha. Thì hiện tại cũng ở Ba Tri nên Bến Tre đang bán cho mình với nhà hai con bò cái kem của chú chị đó. Thì hai con mày thì nói chung thì hai con này thì F1 đó, kiểu mẫu nuôi ha. Đó, hai con thì dàn xương sóc rất to đó, chân cẳng đứng thẳng rẳng ha, móng sọt cùm đứng thẳng đó. Thì bây giờ em sẽ gửi hình ảnh và giá cả của hai con bò cái kem tơ này cho cô chú chị xem đó. Tức xem video của chú chị cho em xin một like, một đăng ký ha. Đó thì tới đây em có chuyến xe giao về tổng bơm Đồng Nai và bến xe Sa Đéc, thì cô chú bà con nào có hai ở hai vùng đó đó có mua thì cứ alo cho em ha, rồi em sẽ gấp xe cho bà con mình đổi tiền phí một chút đó. Thì bây giờ em sẽ gửi hình ảnh và giá cả của hai bò này cho cô chú chị xem. Cô chú chị nó bò này thì nó lụng nó lầm 12 tháng tuổi hết rồi ha. Đó, chiều cao của con này thì 1m29 nè. Đó, con này thì chiều cao nó 1m23, 1m24. Đó, con mày thì nói chung thì báo là con này 1m28, 1m29 đi. Đó, như hai con này thì hoàn toàn là F1 của chú chị. Đó, từ hai con thì tướng cá kiểu mẫu nuôi ha, rất đẹp ha. Đó, thì hiện tại nó cũng chưa rụng hết ba lông máu nên nhìn nó chưa bóng luôn chú chị. Nói chung thì hai con này thì kiểu mẫu nuôi rất đẹp. Đó, xương cối luôn, xương sắp, hai con bò này thì xương sắp to luôn của chú chị. Đó, chân móng thì móng sò không cùm đứng thẳng nè. Đó, rúng nè, rúng thì rúng chiền luôn ha. Đó, hai con rúng nè. Nói chung thì bò em đăng bò em bán cho bà con mình nuôi sinh sản thì em lựa bò nó từ xương sóc, tướng tá, thùng dậu và kiểu mẫu đẹp đó, em đăng lên em bán cho bà con ha. Đó, để bà nói chung thì bò F1 đó, cho bà con nào mà mình mới biết nuôi đó, mình mua về đó mình cũng không làm đó, để nhiều khi thì mấy con bò F2 mấy cô chú mình không, mấy cô chú chị không biết mua về nó sinh sản dở lắm, nó qua nhỏ nó sinh sản dở, còn cái dòng này thì F1 không mình cô chú chị. Đó, bò này thì qua bự ha, kiểu mẫu rất đẹp, xương sóc thì rất to, tướng tá nè. Đó, chân cẳng thì móng sò ha. Đó, chân móng này là sau này là nó lớn lên thì cũng vẫn móng sò của chú chị. Đó, chân thì đứng thẳng nè, rúng nè. Đó, tướng tá rất đẹp ha. Đó, thì hai con bò này thì anh chủ nhà cũng bán giá là 41 triệu. Giá này thì chốt luôn chứ không còn thương lượng nữa nghe con chú chị. Đó, thì bà con nào mua hai con, đó, từ đây tới sau mua hai con là bên em sẽ ghép xe cho bà con mình hết. Đó, còn mua ba con, bốn con là không có ghép được nghe cô chú anh chị. Nói chung thì xe thì tấn thì chở này, bò này chở được có bốn con à. Đó, thì bà con nào thì em tới đây cũng ngày hay ngày nữa em có chuyến giao về Đồng Nai và bến xe Sa Đéc. Đó, bà con nào ở hai vùng đó thì có mua thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó, có mua thì liên hệ số điện thoại để tình hình ha. Em có chuyến em ghép xe đi luôn, đỡ tiền phí cho bà con mình chút. Đó, tướng tá kiểu mẫu rất đẹp ha. Đây xe lưng nè. Đó, xe lưng thì nghiêm chỉnh cô chú anh chị. Đó, xe lưng bò này thì nghiêm chỉnh nha. Bò này kem mà làm sụt cọp luôn, thóp kem mà sụt cọp luôn của chú chị. Mặt mày nè, miệng chậu phía sâu nè ha. Thấy mặt thì nghiêm chỉnh nè, đầu thì có sừng. Nó nói chung thì dòng F1 thì nó hơi có sừng nha cô chú chị. Cái dòng F1 thì nó hiếm có, có đầu trụi lắm. Đây đứng yên đây, xe mặt nè. Đó, xe mặt thì nghiêm chỉnh nè cô chú chị thấy không. Đó, tại vì nếp 1 là nó con của con bò xin nha, con bò Redman rồi để ra. Đó, đây xe lưng thì nghiêm chỉnh nè cô chú chị. Đây con này thì xe mặt. Đó, xe mặt nó nóng xê xuống dưới ha. Đó, thì hai con bò này anh chủ nhà bán giá là 41 triệu. Thì giá này thì chốt luôn không còn thương lượng nữa nghe cô chú chị. Bò này thì tầm khoảng 12 tháng tuổi rồi, nó qua bự nè. Đó, mấy con này nè, sau này là lên tầng nhất hết là cô chú chị. Xương sóc to, móng sò nữa không, mới lớn mà xương dần xương sóc đó nè. Đó, thì bà con nào thấy ưng hai bò này thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, xin tin số chủ nhà cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó, thì bà con nào thấy ưng hai bò này mình mua về mình sinh sản nè, sau này hai con bò này mà ôm chữa thì nó lên sắc nhất hết tên cô chú chị. Nó khung tàn khung xương hai con bò này là rất lớn ha. Nó kiểu mẫu không. Nói chung thì bò sinh sản mình lựa những con xương sóc to vậy nè. Sao đẻ con ra, sao đẻ con đực ra mình bán cũng không có tiền nữa cô chú chị. Thấy dàn xương sóc không? Đó.
chỉ là hiện tại nó chưa rụng ba lông máu nên nó chưa bóng thôi, chứ nó rụng ba lông máu này thì nó như bóng giận nha cô chú chị. Đó giá là 41 triệu. Đó giá này thì chốt luôn, không còn thương lượng nữa nha cô chú chị. Sân lưng nè, qua bự nè. Lưng thì lưng đôi nha, cắp mình rất đẹp. Đó, lưng thì lưng đôi, tướng tá cắp mình hai con thì rất đẹp ha. Ừ, hai con này thì nữa lên sắc nhất là cái chắc luôn. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng hai bò này thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó hai con này thì chỉ có giá là 41 triệu. Ừ, bò kiểu mẫu không ha. Nói chung thì bò nuôi sinh sản đít nở dai nở nè, qua bự. Đó hai con này có sừng nha cô chú chị. Nó nhưng mà hai con này thì F1. Nó chân móng nè, cô chú chị thấy dàn chân móng không? Nó nói chung thì bò kiểu mẫu không, hai con này thì kiểu mẫu rất đẹp cô chú chị. Xương sống rất to. Đó thì bà con nào thấy ưng hai bò này thì cứ liên hệ số điện thoại để đồng hành. Nó xương sống con này nè, thấy không? Nó bò này nữa là lên sắc nhất liền. Đó. Thấy cô chú chị thấy dàn xương sóc nó nè, rúng nè. Đó. Đó, xương sóc chân móng khỏi chơi ha. Nói chung bò này kiểu mẫu không cô chú chị. Hai con này giá là 41 triệu, giá này thì chốt luôn không còn thương lượng nữa nha cô chú chị. Đó em kênh chăn nuôi bò Bến Tre, em phát sóng lúc 7 giờ tối và 12 giờ trưa hàng ngày. Thì bà con nào muốn mua bò giống béo, bò sinh sản thì vào 20 giờ đó đó. Đó có mua thì liên hệ số điện thoại em để đồng hành ha. Nói chung thì ghép xe thì cô chú chị mình mua đó, đặt cọc gửi 2-3 bữa gì đó có chuyến em mới ghép xe được nha cô chú chị. Nè. Bò này lúc tước là 24-25 triệu con rồi cô chú chị. Đó, hiện tại lúc này thì bò nó cũng rớt giá, nó sụt rồi. Nói chung cái giá này thì bán nó cũng bằng giá bê luôn rồi. Đó thì bà con nào thấy ưng hai bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Nó bò kiểu mẫu rất đẹp ha, nó không chê gì luôn, từ tướng tá nó cái lông gì dày với rụng lông máu là cái nó sẽ bóng giận lại nha cô chú chị. Nó xương sóc thì khá to, hai con này xương sóc rất to. Nó cáp mình hai con rất đẹp. Đó hai con đều miệng chậu phía sâu ha, mặt vắng ha. Đó thì hình ảnh và giá cả của hai con bò này thì em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Thì cô chú chị nào thấy ưng hai con cái kem tơ này thì cứ liên hệ số điện thoại để hình hành. Đó hai con này giá là 41 triệu ha, giá này thì chốt luôn không còn thương lượng nữa nha cô chú chị. Đó thì để bây giờ tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay. Tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị mình hình ảnh của hai con đực ba bê ha. Đó đực này thì được 5 tháng mấy tuổi nè cô chú chị. Đó thì chiều cao nói chung thì hai con này thì nó nhỏ tháng ha, anh ấy thì 5 tháng mấy bữa gì đó. Đó nhưng hai con này thì lực lạc. Đó một con thì có bông bụng ha, một con thì đen. Đó như hai con này thì lực lạc cú bò nè. Con này thì em đo nó chiều cao 1m08, 1m09 nè cô chú chị. Đó còn con kia thì chiều cao nó là 1m11, 1m12 ha. Đó nhưng hai con này thì nói chung thì nó nhỏ tháng. Đó hai con này thì em đi quan sát thì đều đồ trụi tên của chú chị. Đó xương sóc thì móng sò ha. Đó thì hai con đều móng sò. Đây xương sóc này của chú chị, xương sóc thì cũng khá to nè ha. Đó nhưng con cái thì nó hơi nhỏ tháng nhưng mà ú lực pin. Đó đứt nở dai nở của chú chị. Đây con này có bông tráng nữa nè. Đó hai chân trước nè. Đó thì em quan sát là không có con nào bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đây hai chân sau của chú chị. Đó xương sóc khá to ha, pin lực. Đó thì cô chú chị nào muốn mua hai bò này có cứ liên hệ số điện thoại để tâm hình. Đó hai con này anh chủ nhà cũng bán giá là 40 triệu. 40 triệu còn thương lượng không? Đó thì anh nói cái giá 40 triệu thì anh còn thương lượng chút xíu tiền xe cho cô chú chị nào ở xa đó. Thì mình báo thương lượng đi nữa ai điện ấy. Đó thì cô chú chị nào muốn mua hai bò này cứ liên hệ số điện thoại để tâm hình.
Đó thì còn bữa nữa em có chuyến đi Sa Đéc nè, Bình Dương nè, Củ Chi ý Đồng Nai. Thì cô chú chị nào á có ở mấy vùng đó thì có mua thì liên hệ với em. Đó có gì tài chú ghép xe luôn cho cô chú chị mình luôn ha. Đó nói chung 2 con này thì mới là 5 tháng là mấy ngày nhưng mà 2 con này thì ú bò pin lực nha cô chú chị. Nó còn nào ngay đít nở dai nở ha, tướng tá lực lạc. Đó thì nó cái giá là 40 triệu thì còn thương lượng tiền xe cho cô chú chị nào ở xa đó. Bay đít nè, cô chú chị coi đít, đít lưng của nó nè. Nè, cái đít nè, cái lưng nè. Nè, cái dai nè, thấy không? Đó, đít nở dai nở nè. Đó, cô chú chị thấy không? Nói chung thì 2 con này thì đít nở dai nở ha, tướng tá lực lạc. Đó bò này thì anh có chích người viêm da nổi cục rồi. Đó bà con mình về khỏi chích lợi nữa ha. Đây cái đít của này nè cô chú chị. Đó con nào con ấy thì ú ì luôn ha. Đó mới 5 tháng mấy tuổi đó. Đó thì 2 con này giá là 40 triệu thì anh còn thương lượng tiền xe cho cô chú chị nào ở xa. Nếu cô chú chị nào thấy ưng 2 con thì liên hệ để tình hình. Còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, sẽ nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó thì em quan sát là chân móng hoàn thiện đó, không con nào bị ốp xe là xuống đúng xuống ruột gì. Đó như 2 con này thì lực lạc lắm cô chú chị, mà con nào lấy ú ha. Đó thấy dàn đít nữa không, con nào con lấy thì ú ì luôn, lưng thì khỏi nói đít nở dai nở nè, cái lưng này cô chú chị coi nè. Đó cái đít với cái dai của nó là bằng nhau luôn ha, vuông bò. Đây con này cô chú chị, đó cái thằng đít của nó không, bò này thì ú bò ha, lực lạc, tướng tá lực lạc. Đó 2 con giá là 40 triệu thì anh còn thương lượng tiền xe cho cô chú chị nào ở xa đó. 2 đít nè, đó cô chú chị thấy không, cái lưng nè, lưng với đít nè bằng thang luôn thấy không. Đó lưng thì lưng đôi ha, 2 con đều lưng thì lưng đôi. Đó tướng tá rất đẹp. Đó, cô chú chị thấy không? Cái lưng hết biết cái lưng không? Lưng thì lưng đôi. 2 con này thì đều đột tuổi tên cô chú chị. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng 2 bò này thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị điện trực tiếp ha. Đó em kênh chăn nuôi bò Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa giờ 7 giờ tối hàng ngày. Đó thì bà con nào muốn mua bò vú béo, bò sinh sản thì vào 20 giờ đó. Đó xem có ưng thì liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó con nào con nấy nè, xương sóc thì cũng khá to ha. Đó mới 5 tháng lại mấy ngày của chú chị, dùng pin lực tướng vuông bò. Đó cắp mình thì khá đẹp ha. Đó đít nở dai nở. Đó 2 con này thì F1, con dao con dọn của chú chị. Đó cắp mình nó vuông bò không, khá đẹp thấy không. Đó, mặt mày nè, đít con nào ngấy hết nói luôn, đít nở dai nở. Đây con này thì dài đòn nè cô chú chị, dài đòn xương sóc nè, khá to ha. Đó cắp mình khá đẹp. Đít con nào ngay khỏi nói luôn, đít con này nè. Đó, đít lưng nữa thấy không, cô chú chị thấy không. Đó 2 con 3B ha, con này thì có bông bụng. Cái đít này cô chú chị thấy không, lưng nè, lưng 2 con ha, đít với cái dài nè. Đó cô chú chị thấy cái dài của nó không, cái dài với cái đít nè. Đó, đít dài cũng bằng nhau luôn này thấy không, vuông bò rất đẹp ha. Con đây nè thấy không, dài nè. Đó thì hình ảnh và giá cả của 2 đực 2B này thì em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó thì cô chú chị nào thấy yên ngay muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, sẽ nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó thì mai mốt em có chuyến giao về Sa Đéc với Đồng Nai, con
nào có muốn mua thì cái gì em ghép xe đi cho đỡ tiền phí ha. Rồi để bây giờ tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay.